từ từ em sẽ bỏ tay cái buồn không có cái buồn cũng là và còn hai là con nữa đâu ơi từ từ đâu ơi còn hai là nhìn nhau cái là nhìn nhau cái người này nhìn nhau lại tắm là dâu rễ đi sáng vô lên dâu lại là ok đúng rồi là ok đúng rồi dâu ơi đừng miệng rồi để hoa xuống đi nhau quay mặt như bàn thờ nè.
cũng xin kính chào tất cả các cụ, các ông, các bà, cô, chú bác cùng toàn thể bạn bè, anh chị em nam nữ thanh niên của chú rể của cô dâu, cô thầy kinh nghiệm đã chú rể biết rồi. Thì ngày hôm nay là ngày vui, ngày đẹp, ngày trăng tròn năm của chú rể của cô dâu. Thì tôi cũng là bác ở ngoài Bắc Thái Bình thì cũng bay vào hôm nay. Thì là đầu tiên thay mặt cho những anh em ngoài Bắc xin được gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cô, chú bác cùng toàn thể bạn bè, anh chị em nam nữ thanh niên của hai bạn trẻ một lời chào, một lời kính chúc sức khỏe và chúc hai con hạnh phúc trong năm. Con trực thứ hãy nổ một tràng pháo tay lên để chúc phúc cho hai con. Vâng, theo lễ trân trọng và kính mến, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà lãnh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước nhà mến môn không đong đầy tình mẹ, mà mây trời mở lòng không phủ kín câu cha. Tận tạng xuống hôm mẹ nuôi con khôn lớn, ngày hôm nay mẹ đã nuôi con khôn lớn và trưởng thành. Con xin được hạnh phúc trong năm gia đình. Người mẹ sinh ra cô dâu cũng có món quà trao tặng cho con trong giờ phút trọng đại này. Vâng, xin mời. Chỉ là một món quà rất nhỏ mọn thôi, nhưng mang đầy ý nghĩa trong những giờ phút thiêng liêng này. Thì cũng rất mong muốn những chiếc máy ảnh và những chiếc camera sẽ ghi lại những hình đẹp đẹp nhất trong cái giờ phút trọng đại ngày hôm nay. Tạ ơn trực tướng gia đình họ nhà đài. Chú rể cũng đã được người mẹ trao quà và nhắc nhở thì mình cũng có thể là làm hết khả năng này. Và mình mời con rể hiếu thảo. Sao mà hả cô? Xin cảm ơn. Bố mẹ mình lên trực với lại hai con tấm hình này. Vâng, cũng thưa lễ trân trọng và kính mến bạn bè anh chị em nữ của hai bạn trẻ, trân trọng và kính quý. Đúng là các cụ ta xưa nay cũng vẫn thường có những cái câu nói: cây có gốc thì mới nảy cành xanh lá, mà nước có nguồn với bể cả sông sâu. Người ta thì xuất phát từ đâu, phải có tổ tiên ông bà rồi mới có cha mẹ mới có con trẻ ngày hôm nay. Vâng, đúng là ngày hôm nay người cháu đâu đã khôn lớn và trưởng thành, thì ông bà ngồi ở ngoài Thái Bình cùng vì cái điều kiện địa lý xa xôi, rồi thì tuổi ông bà cũng ra ngoài tuổi 80, nhưng trong cái ngày vui hạnh phúc trọng đại như thế này với một món quà rất nhỏ mọn thôi nhưng mang đầy ý nghĩa của nội, cho nên là nội không bao giờ thì ông bà nội cũng ủy quyền cho chú Diệu là chú ruột của cháu Yên sẽ ủy quyền trao nhận cho ông bà nội cho cháu của mình và đại vợ chồng chú Diệu cũng trao hòa luôn. Yeah.
rồi cũng xin được gửi lời chào tới hai nội và tới chú ruột của cô dâu Kim Yên. Vâng, đúng là bên nội thì đã trao rồi mà bên ngoại thì lại đứng ngồi không yên, cho nên mẹ con cũng được xin phép là mời ngoại lên trao quà cho. Vâng, với tất cả những tình cảm yêu thương, với tất cả những gì mà ngoại nhà muốn gửi gắm cho cháu của mình trong cái ngày trọng đại như thế này, thì là một cả một tình cảm rất là sâu lắng, đậm sâu của ngoại. Chiếc máy ảnh, những chiếc camera của chúng ta đi đi lại những hình ảnh của một người ngoại vâng đúng là thân thương, yêu thương, tình cảm và rất là đầm ấm dành cho con cháu một cái tình cảm trong cái giờ phút trọng đại thiêng liêng như thế này. Đúng là nhà nước thì đang cấm pháo bình đà, nhưng tiếp đây sẵn có nhà không chỉ kính mời, chạm vào tay để cổ vũ cho ngoại và cô dâu chú rể. Con xin cảm ơn ngoại và mời ngoại về chị Liên Minh. Vâng, để làm tiếp với phần trao quà thì cũng xin được trân trọng mời cô Thắm là cô ruột của cô ruột của cháu Yến lên trao quà. Xin cảm ơn người cô ruột và để làm tiếp chương trình trao quà thì cũng là xin trân trọng và giới thiệu ông Bố Hòa sẽ lên trao quà cho con. Chào. Tất cả những gì các ông các bà các cô các chú các dì sẽ dành cho hai con trong ngày vui trọng đại như thế này, và cả một sự kiện rất lớn, một sự kiện rất là vui, thì mong là hai con thực sự sau này là sẽ hạnh phúc sang năm. Vâng, ông út cũng có. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, các cụ xưa thì cũng có rất nhiều những cái từ ngữ rất là phong phú và đúng là không thể nào bỏ qua được, cũng là cha thì cũng như chú. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì con đi xin hạnh phúc trong năm gia đình thì người chú ruột đó là chú Du cũng nên có phần quà trao cho con dâu chủ nhân. Rồi, với tình cảm của vợ chồng tôi chú Du đã dành cho hai con rất là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn cô chú. Vâng, để làm tiếp chương trình trao quà cũng xin giới thiệu bà chị sẽ lên trao quà cho cháu. Cảm ơn bà chị nhiều.
Vâng, cũng để làm tiếp chương trình giao quà thì xin giới thiệu dì hai lên giao quà. Xin chân thành gửi tới dì hai một lời chúc sức khỏe, một lời chúc tốt đẹp nhất, xin trân trọng. Dạ rồi, chị thấy còn lắm đi dì ơi, 1, 2, 3 bấm nữa rồi ạ, 1, 2, 3, dạ rồi. Vâng, và còn tất cả những gì yêu thương là dành cho dì ba sẽ lên sau. Vâng, thưa lễ trân trọng và kính mến bạn bè anh chị nam nữ gần xa, trân trọng và kính quý đối tất cả những gì mà trong cái giờ vui hạnh phúc chẳng tại như thế này, thì thực ra nó mới là MC bạn Thành Nam cũng biết xin được mạn phép là cũng muốn nói mà cũng một chút của chú dạy của cô dâu. Nhưng nghe lời chúc của bạn Thành Nam thì chú dạy của cô dâu phải thực hiện một điều, nếu mà thực hiện một điều đúng như lời bạn Thành Nam nói thì chú dạy của cô dâu sẽ trình một câu ký từ đầu lòng, đó là bạn Thành Nam sẽ đến từ 1 đến 3 thì chú dạy và cô dâu sẽ trao cho nhau một nụ hôn tại hôn trực tử của gia đình bạn gái chúng ta trên ngày hôm nay. Bắt đầu nào, chú rể đâu, cô dâu đâu, 1, 2, 3 nổ một trăm hôn này. Vâng, xin chúc chú rể và cô dâu hạnh phúc trong năm. Chị quan tâm cho hai con trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay đó là một món quà vô giá, xin mời dì Năm lên trao quà. Rồi, xin chân thành cảm ơn dì Năm nhiều nhé. Và tổ chức lại xin mời Ri Bảy. Phần quà của chú dì Bảy sẽ lên trao cho hai con. Thôi nhưng mà mang đầy nghĩa một tấm lòng rất là thương đến con cháu. Rồi tiếp tục sẽ là một phần quà trao của dì Tám sẽ lên trao ra. À, mạng Tám ạ. Phần quà của dì 11 sẽ được
Vâng, tiến hành lên trao cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Với tất cả những tình cảm của các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các dì và các dượng dành cho hai con buổi trưa ngày hôm nay. Nó không có một vấn đề gì là mang về tinh thần hoặc là vật chất nhiều lắm, nhưng nó mang đầy ý nghĩa trong cái ngày vui hạnh phúc trọng đại như thế này. Thế là đứng sáng luôn gì ơi. Ok. 1, 2, 3, nó nữa đây ạ. 1, 2, 3, thế rồi. Vậy một lần nữa cũng xin được chúc chú rể và cô dâu hạnh phúc trong năm. Và chúc hai họ của hai bên gia đình và cha người ấy một lời chúc. Vâng, để làm tiếp cái chương trình trao quà cũng xin mời mợ Sáu lên trao cho hai con. Vâng, cảm ơn mợ Sáu. 1, 2, 3, tấm nữa đi mợ ơi. 1, 2, 3, dạ rồi. Vâng, cũng xin mời dì lên trao quà cho hai con. Rồi, cảm ơn dì nhiều nhé. Vâng. Xin mời dì Phương cùng lên chào quà cho hai con. Vâng, cũng thay mặt xin cảm ơn dì Phương rất nhiều nhé. Để tiếp chương trình nhé. Chị Dung lên chào quà cho hai em. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi đúng là tình chị em thì làm sao kẻ xiết, ngày hôm nay chị đi xây dựng hạnh phúc gia đình, em Giang cũng lên có quà trao cho anh chị. Em Trang, vâng, cũng có một món quà rất nhỏ thôi, nhưng cũng mang rất là đậm sâu ý nghĩa trong cái ngày vui như thế này. Một người em từ quê lúa Thái Bình cũng đã bớt chút thời gian bằng Ngọc ở trên chuyến bay MiG-21 để vào đây dự cái ngày hạnh phúc trong năm của hai em. Chị cũng có một chút quà lên trao cho hai em. Vâng, tôi chỉ gửi lại nổ một tràng pháo tay nhẹ nhàng thôi để chúc phúc cho. Vâng, cũng được phép và xin trân trọng cảm ơn tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, nội, ngoại, dượng, anh, chị em. Tới đến chúc vui, chúc phúc, ngày vui hạnh phúc trong năm của hai cháu.